Xa xa, mặt mặt trời trở càng xa. Tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ lời em. Đi qua lặng tháng đợi chờ. Hello, xin mến chào tất cả các bác nha. Em đang xét một combo cấu hình gồm một con vang và một con mic cho một anh, đó là anh khách này, anh số điện thoại là 882, anh ở Thái Nguyên anh em nhé. Và khách này gửi xe anh em nhé, gửi xe về thành phố Thái Nguyên. Thì với combo ngày hôm nay thì bác có thể lấy là một con anh em có thể thấy đây. Ở đây là em có một con vang LX8 anh em nhé. Con này thì đã giới thiệu với anh em rất là nhiều rồi. Con này với giá là 3.3 triệu. Và một con mic U705. U705 này hiện tại giá đang là 2.4 triệu anh em nhé. Rất đẹp luôn. Con bộ mic này thì cực kỳ chất luôn anh em nhé. Và giá rất là bình dân. U705. Nói chung là cực kỳ là ok chất. Cực kỳ chất luôn anh em nhé. Và tiếng mic sẽ rất là hay, sáng sạch. Và tí nữa em sẽ hát thử alo cho anh em cùng nghe anh em nhé. Bộ này là đồng bộ luôn anh em nhé. Đồng bộ luôn, vang mic. Với giá con vang này là 3.3 triệu và con mic là 2.4 triệu thì tổng là 5.7 triệu. Sẽ bao ship và tặng hết dây rắc cho anh em. Và riêng trên cái con vang này thì em đã giới thiệu với anh em rất là nhiều rồi anh em nhé. Con này nó có USB Bluetooth này, USB Bluetooth và cổng quang luôn anh em nhé. Thì anh em chọn như thế nào? Cái input này anh em ấn vào cái input này nhé. Đấy, ấn input RCA này là cái nút AUX2 này. Play này là anh em có thể sử dụng được cái USB Bluetooth này. Đấy, Bluetooth này, nó, anh em ấn mode này. Hoặc là USB này, nó đang đợi đấy. Không có thì nó sẽ tiếp tục này. Bluetooth này, waiting này. Nào, nó đang chờ anh em kết nối được là ok anh em nhé. Ấn mode này, thì nó sẽ chọn đấy, USB hoặc Bluetooth. Ok chưa? Rất là đơn giản thôi anh em nhé. Next bài hoặc tăng giảm trên này cũng được. USB đây. Cổng quang thì anh em ấn tiếp. Input tiếp thì nó sẽ ra là optical, là cổng quang anh em nhé. Đấy, ok chưa? Dễ dàng sử dụng chưa? Đấy, optical. Đó. Rất nhiều cái chức năng hay. Điều chỉnh trên effect này. Volume mic, volume nhạc ở đây anh em nhé. Dùng cái này cũng được. Đó, ok chưa? Đi theo đều là điều khiển anh em nhé. Đây là hộp của nó đây. Sẽ tặng điều khiển nhé. Cáp nhé. Sách hướng dẫn nhé, dây nguồn này. Và đây là mic anh em nhé. Đều là hàng bóc hộp hết anh em nhé. Đấy. Nguồn này, anten này. Đấy, ok chưa. Pin này, đầy đủ anh em nhé. Ok, quá là ok luôn. Và anh em có thể là chọn mode 1, mode 2 ngay trên này được anh em nhé. Đấy, và anh em muốn chỉnh volume effect thì anh em có thể là chỉnh trên này được anh em nhé. Đấy, anh em có thể chỉnh ấn vào mic này. Hai mic riêng biệt anh em nhé. Mic 1, mic 2 là mic A, mic B này. Đấy, mic B này, anh em có thể chỉnh này. Echo này. Đấy. Reverb này. Echo, reverb A, reverb B đầy đủ luôn anh em nhé. Con này có hai đường echo và reverb riêng biệt luôn. Nói chung là con này rất là hay anh em nhé, rất là hay. Đấy, repeat này. Đó, ok chưa. Nói chung là cực kỳ là dễ dàng sử dụng anh em nhé. Đấy, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Feedback 1 này. Rất là dễ, nói chung là tôi gọi là top dễ rồi. Đó. Tông này. Đấy, ok không cần. Đấy, tăng giảm cái effect ở trên ấn nút effect này. Đó, ok chưa? Tăng giảm này. Nhạc cũng vậy anh em nhé. Nhạc. Mic này, nhạc này. Đó, ok chưa? Quá dễ dàng sử dụng anh em nhé. Đó. Cái này thì em sẽ cài cho anh em là cài luôn cho anh em là 6 mode anh em nhé. 6 mode. Thì mode 1 với mode 4, 1, 2, 3, 4 là echo cộng reverb. Đấy, còn đâu mode 5, mode 6 thì là mode nghe nhạc anh em nhé. 6 là mode nghe nhạc vàng, còn 5 là nghe nhạc vàng, 6 là mode nghe nhạc remix. Thì anh em cùng đeo tai nghe, cảm nhận. Quân ơi cho nhạc dừng lại đi. Và alo thử cho anh em cùng tham khảo đi. Đấy, rồi ok. Mode 1 anh em nhé, mode 1 này. Một hai năm sáu bảy một hai năm sáu bảy tám chín một hai năm sáu bảy tám chín một hai là vợt này. Đó, alo đi. Một hai năm sáu bảy tám chín
D 6 7 8 9 1 3 này. Rồi. AD 1 3 này thì echo 3 nó sẽ nhanh anh em. 5 6 7 8 9 AD 1 2 5 6 7 8 9 còn 1 4 nó sẽ chậm này. 1 4 nhá. 1 2 1 4 sẽ chậm và ngắn anh em nhá. 5 6 7 8. Bình thường anh em chơi 1 1 cho em nhé. 1 1 cho em. Rồi bình thường anh em chơi 1 1 là ok nhé. Là vừa tầm nhé. 5 6 7 rồi ok. 8 9 quân cho tí nhạc lên đi em. Cho tí nhạc anh sẽ thử 1 5 1 6. 1 5 này thì nó sẽ nhiều 1 5 này nó sẽ có nhiều cái tiếng check hơn anh em nhé. Nhiều tiếng check hơn. 1 6 sẽ là nhiều bát hơn anh em nhé. Anh em nghe nó ít check hơn đúng không? Này thì chuyên remix 1 5 thì là nó chuyên là nhạc vàng. Nghe tiếng check nó nhiều sẽ nhiều hơn anh em nhé. Anh em có thể ok chưa? Và anh em cùng đeo tai nghe sẽ hát thử cho anh em ở 1 1 luôn anh em nhé. Quân thử luôn. 6 7 8 9 5 6 7 8 9 sao trời lộng quá mắt nơi mi rơi đầy xuống dòng sông sương tình đã trao nhau em rồi gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ gần mà dần rồi nhà xa mặt trời càng xa tình yêu có từ đôi ta tình yêu có từ nơi em đi qua lặng thoáng đợi chờ anh đi giữa miền biên giới làm quê em đợi em chờ còn sông cuốn người qua cỏ suốt cuộc đời ngập chảy lỡ thơ tiếng anh ấm như hơi thở em nghe để nhớ suốt cuộc đời. Rồi anh em cũng đã thấy có thể là ok không ạ? Cái mic này thì thông báo với anh em nó có đầy đủ tính năng tự ngắt anh em nhé. Và đây thử luôn cả tính năng cảm biến gia tốc, anh em có thể thấy là đấy nó sẽ tắt đi. Đó, thấy chưa? Đó, ok chưa? Thử luôn tính năng cảm biến gia tốc luôn trên ngay trên đây anh em nhé. Đấy, anh em có thể thấy nó kêu. Alo. Thấy không? Đấy. Ok luôn chưa anh em? Ok chưa? Quá ok luôn anh em nhé. Đó. Ok chưa? Cảm biến gia tốc rất là tốt. Quân à? Quân thử alo cái này. Đứng gần. AD. D 678. Rồi, thấy chưa? Đấy, không bộp anh em nhé. Đấy, không bộp anh em nhé. Đấy, alo tiếp đi. D 6789. Ok chưa? Anh em có thể thấy là rất là ok đúng không? Với bộ mic này. Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên giúp em. Hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Bên em giao hàng toàn quốc. Rồi chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.